Tử vi về ngày 26 tháng 11 âm lịch, Đinh Tỵ. Xin kính chào quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc hanh thông. Trong chương trình Tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong thủy Gia Cát sẽ gửi tới quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu đối với độ tuổi của anh chị. Những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Thông qua các yếu tố ngũ hành, vận mệnh năm sinh với ngày tháng muốn xem, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 21 tháng 11 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Chúc anh chị có một ngày đầy may mắn và nhiều niềm vui! Về ngày 26 tháng 11 âm lịch. Ngày 26 tháng 11 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 26 tháng 11 năm Canh Tý, ngày này có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ, tức là đất pha cát. Do Tỵ và Hợi chính xung, Đinh âm hỏa khắc Tân âm kim, Quý âm thủy khắc Đinh âm hỏa. Đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 và Quý Hợi sinh năm 1983. Tổng quan tử vi 12 con giáp. Tuổi Tý, Tý dương thủy gặp Đinh âm hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe. Do ngày này có nạp âm hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Tuổi Tý trong ngày Đinh Tỵ có kiếp sát chiếu mệnh, đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Sửu, Sửu âm thổ gặp Đinh âm hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nếu như được các cơ hội thì các gia chủ tuổi Sửu nên mạnh mẽ, tiến tới, nắm bắt cơ hội để có những bước thăng tiến lớn hơn. Hơn nữa, tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khắc chiếu mệnh nên tổng thể thì vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân, cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, chủ giải, thị phi. Tuổi Dần, Dần Sương Mộc gặp Đinh âm hỏa là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dần trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày xuất hiện cát thần quốc ấn giáng chiếu, thân sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Dần nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Những người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão, Mão âm mộc gặp Đinh âm hỏa là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Mão nên hết sức chú ý và cẩn thận. Ngày này có hai cát thần là Mã Tinh và Thái Cực chiếu mệnh, đem lại những may mắn cho gia chủ.
Thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp khung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Tuổi Thìn, Thìn Sơn Thổ gặp Đinh Ưng Hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Thìn. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Tuy nhiên, vào ngày Đinh Tị, gia chủ tuổi Thìn sẽ gặp phải Thiên La, Địa Võng và Kiếp Sát. Đây là các hung thần. Thiên La, Địa Võng chủ về bệnh tật, lao ngục, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật, phạm pháp. Còn Kiếm Sát gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Tỵ, Tỵ Âm Hỏa gặp Đinh Âm Hỏa là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Tuổi Tỵ cần chú ý trong ngày này sẽ xuất hiện hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật. Nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Ngoài ra, người tuổi Tỵ trong năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuổi Ngọ, Ngọ Xung Hỏa gặp Đinh Âm Hỏa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Ngọ trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh. Bên cạnh đó, vào ngày này có cát tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Trong năm, Canh Tý tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế, năm nay sẽ là một năm rất vất vả. Phần hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi, Mùi Âm Hỏa gặp Đinh Âm Hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nếu như có được các cơ hội thì các gia chủ tuổi Mùi nên mạnh mẽ tiến tới, nắm bắt cơ hội để có những bước thăng tiến lớn hơn. Ngoài ra, ngày hôm nay còn có Mã Tinh đóng mệnh, Mã Tinh đóng mệnh, Mã chỉ động, có tướng bôn ba nên tứ trụ có Mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sao Mã mà bị hợp thì có cũng như không, bị xung sẽ phải bôn ba. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì thái tuế và năm Tý là có quan hệ tướng hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Tuổi Thân, Thân Dương Kim gặp Đinh Âm Hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Tuổi Thân trong ngày Đinh Tị có Kim Dư là cát tinh, là xe hoa lệ, là phú quý đóng mệnh, sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Mùi. Tuy vậy, cần mềm mại, hòa nhã trong các mối quan hệ để đạt được những thành quả trong công việc. Tuy nhiên, còn có hung tinh kiếp sát chiếu mệnh gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Đặc biệt, năm 2020, thái tuế Tý, Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân,
Phần thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. Tuổi Dậu, Dậu âm kim gặp đinh âm hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Dậu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. May mắn ngày này có được ba cát thần chiếu mệnh là Văn Xương, Thiên Ất, Thái Cực. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Thiên Ất quý nhân là ngôi sao may mắn, nếu được sao chiếu mệnh sẽ có vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Còn Thái Cực là sao chủ về thông minh, ham học. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may, giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất, Tuất Xương Thổ gặp đinh âm hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tuất. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cũng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi, Hợi Xương Thổ gặp đinh âm hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Không những thế, ngày này còn có Mã Tinh, Thiên Ất, Phúc Tinh chiếu mệnh. Đây đều là những cát thần đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Cần biết nắm bắt các cơ hội, tận dụng thời cơ, sự trợ giúp của quý nhân để đem lại những thành tích cao trong công việc và xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020, gặp lưu niên Thiên Can Canh Kim là Thiên Ấn Tinh. Thiên Ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên Thái Tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có. Tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 26 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!